Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng ta thì cũng đã biết, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn từ Hà Nội đến Ninh Bình dài gần 90 km. Và đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam, nên lưu lượng phương tiện tham gia rất là lớn. Thống kê của đơn vị quản lý đường Pháp Vân Cầu Rẽ, lưu lượng trên tuyến đang khoảng 70.000 đến 80.000 lượt xe một ngày đêm. Trong các cái dịp cao điểm lễ Tết vừa qua, lưu lượng khoảng 150.000 xe một ngày đêm, gấp 2 lần so với ngày bình thường, gây ùn tắc giao thông. Qua nhiều năm nay, mặc dù đã được nâng cấp rất là nhiều lần để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, song những năm gần đây do lưu lượng phương tiện tăng cao không ngừng cùng với nhu cầu di chuyển ngày một tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đầu ngõ ra vào của phía Nam thành phố, đặc biệt trong các dịp lễ Tết thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau chờ đợi trên cao tốc. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do hạ tầng chung đang quá tải so với nhu cầu đi lại và phương tiện. Thêm nữa là hạ tầng giao thông của khu vực này vẫn chưa được đồng bộ, khiến cho các phương tiện muốn đi về phía đông của thành phố vẫn chưa có hướng đi tách biệt. Vì vậy, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ở vị trí mà chúng ta đang quan sát đây cần sớm thêm có một nhánh đường kết nối trực tiếp lên vành đai 3 sang phía đông để giảm áp lực giao thông cho nút thắt cổ chai Pháp Vân này. Và mới đây, Hà Nội đang gấp rút triển khai một nút giao Bán Hoa Thị như trong đồ họa và một tuyến đường mới kết nối đến vành đai 3 tại nút giao Tam Trinh là phần biểu thị màu đỏ trên đồ họa. Và dự án này cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai một tuyến đường nối màu vàng như trên đồ họa, nối thẳng đến nút giao đường 70 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, cắt ngang qua đường Ngọc Hồi đã được mở rộng trong dự án mở rộng quốc lộ 1A cũ. Còn tuyến đường 70 thì cũng nằm trong dự án mở rộng với kinh phí hơn 2.800 tỷ của thành phố. Hình ảnh mà chúng ta đang quan sát đây là phối cảnh nút giao Bán Hoa Thị tại nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và có tên là nút giao Tứ Hiệp. Còn đây là phối cảnh nút giao đường mới với vành đai 3 để ra đường nối tại nút giao Tứ Hiệp Tam Trinh. Dự án này thì được thành phố Hà Nội làm lễ khởi công vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Tuy nhiên thì sau đó một thời gian dài, dự án lại bị rơi vào bất động trong suốt gần 5 tháng trôi qua. Và mới đây, vào khoảng đầu tháng 1 dương lịch năm 2024, dự án thì mới bắt đầu có tín hiệu thi công và đến nay cũng được khoảng hơn 2 tháng trôi qua. Trước mắt chúng ta đây là hình ảnh về tiến độ thi công thực tế tại đây trong khoảng thời gian vừa qua. Theo quan sát thì đơn vị thi công cũng đang tiến hành thi công ở cả hai bên của cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tuy nhiên thì phía bên Tứ Hiệp đang được tập kết nhiều máy móc thi công và chia ra làm hai điểm thi công. Một điểm thi công tại các trụ đường dẫn và một điểm thi công tại đường cầu vượt nối bắt ngang qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ở phía kia, bên kia cao tốc cũng đang tiến hành thi công một điểm của đường dẫn lên của nút giao Bán Hoa Thị. Đây là video đầu tiên về dự án này trong năm 2024 Giáp Thìn. Mời các bạn cùng theo dõi các thông tin tổng quan về dự án để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nút giao này với cửa ngõ phía Nam và đối với tổng thể hệ thống giao thông trong khu vực và kết nối xung quanh. Đây là mô phỏng chính của nút giao Tứ Hiệp với hạng mục chính là nút giao Bán Hoa Thị. Có một cây cầu vượt bắt ngang qua cao tốc cùng 6 nhánh kết nối để đảm bảo cho các phương tiện lên xuống cao tốc từ 4 hướng và 2 hướng lên xuống của các phương tiện từ đường nối trên cao lên xuống cao tốc. Đường nối của tuyến đường dẫn kết nối từ cao tốc Pháp Vân đến vành đai 3 có tổng chiều dài là 3,4 km. Kết nối với vành đai 3 tại nút giao Tam Trinh của quận Hoàng Mai. Tuyến đường này khi kết nối với đường vành đai 3 trực tiếp mà không kết nối với đường gom dân sinh để đảm bảo tốc độ lưu thông được cao nhất và thông suốt. Như vậy thì sau khi hoàn thiện, các phương tiện lưu thông từ phía đông và đông nam sang cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và hướng ngược lại sẽ không còn phải đi qua nút giao Pháp Vân này nữa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cũng như giảm rất lớn áp lực giao thông mà hàng ngày nút giao này đang phải gánh chịu.
Tuyến đường nối của dự án này phần lớn thì đi qua diện tích đầm lầy và ao hồ nên việc đền bù giải phóng mặt bằng ở đây có lẽ sẽ không quá phức tạp. Song bên cạnh đó thì việc thi công san lấp và gia cố nền đường ở đây lại vô cùng phức tạp. Dự án này thì chỉ bao gồm thi công từ nút giao Tam Trinh đến nút giao Tứ Hiệp mà không bao gồm đoạn nối từ nút giao Tứ Hiệp đến đường 70 Phan Trọng Tuệ. Đoạn đường nối này đã nằm trong một dự án khác của thành phố là dự án mở rộng đường 70 và nối đường 70 với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nên sẽ được tách riêng và chờ được làm sau. Dự án nút giao Tứ Hiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt thông qua vào năm 2022. Tuyến đường dài 3,4 km, rộng 60m với 8 làn xe, nối Pháp Vân Cầu Rẽ với vành đai 3. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại km 184+100 và điểm cuối giao với vành đai 3 tại km 169+100 đi qua quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Tuyến đường gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31 hectare. Các hạng mục chính của dự án thì gồm nút giao Bán Hoa Thị Tứ Hiệp, đoạn đường từ Tứ Hiệp đến vành đai 3 và nút giao đường vành đai 3, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và đường gom. Kinh phí đầu tư là 3.200 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 930 tỷ đồng, xây dựng trên 1.900 tỷ đồng, quản lý dự án là 16 tỷ đồng và tư vấn đầu tư 71 tỷ đồng. Các chi phí khác là 19 tỷ đồng và chi phí dự phòng là 268 tỷ đồng. Công trình thì được dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư vào tháng 1 năm 2020 với kinh phí khoảng 2.500 tỷ đồng, nhưng sau đó thì đã được điều chỉnh lên 3.200 tỷ đồng từ vốn ngân sách của thành phố Hà Nội. Công trình này thì có ý nghĩa quan trọng giúp giải tỏa ùn tắc giao thông tại nút đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tạo thành hệ thống giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì cùng khu vực phía Nam, Đông Nam của thành phố Hà Nội. Mặt bằng dự án 70% là ao hồ và phải thi công trên nền đất yếu, di chuyển đường điện 220 kV. Theo thống kê của đơn vị quản lý đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì lưu lượng trên tuyến đang rơi vào khoảng 70 đến 80 ngàn lượt xe trên một ngày đêm. Trong dịp cao điểm lễ Tết vừa qua thì lưu lượng đã tăng gấp đôi, khoảng 150 ngàn xe trên một ngày đêm, gấp 2 so với ngày bình thường và gây ùn tắc giao thông cực kỳ lớn. Do đó thì dự án nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với vành đai 3 càng trở nên cấp thiết. Đây được coi là dự án giải cứu lớn nhất cho cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Dự án này sau khi hoàn thành kết hợp với vành đai 4 và một loạt các cây cầu vượt sông Hồng sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực và mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế vùng, tăng khả năng lưu thông cho các tỉnh phía Nam về thành phố Hà Nội thông qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, giúp cả giải quyết được ùn tắc giao thông cho vành đai 3 trên cao cũng như các nút giao lân cận. Như vậy thì trong video vừa rồi mình cũng đã gửi đến các bạn các cái thông tin cũng như tiến độ thực tế đang thi công trên dự án này. Mong rằng trong lần cập nhật tiếp theo khi mình đến đây sẽ được chứng kiến việc thi công hoàn thiện mạnh mẽ hơn của dự án này. Còn các bạn có ý kiến như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để mình và mọi người cùng biết. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thông tin mới về dự án bạn cũng hãy để lại để giúp mình có thêm nhiều thông tin cho các video tiếp theo. Video của Hà Nội 247 cũng xin được kết thúc tại đây. Mình luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào và tạm biệt.